Xin chào, và đây là book review by Valor. Đây là một chiếc video rất đặc biệt tại vì nó là một cái book tag, và đây là lần đầu tiên mình làm book tag. Ngoài cái chuyện lần đầu tiên mình làm book tag thì nó còn đặc biệt là tại vì tất cả những câu hỏi này đều do mình tự tạo nên bằng bài tarot chứ không phải là xem một cái book tag của ai đó. Mình thích tạo nên những cái book tag riêng của mình để nó có sự sáng tạo và nó làm cho mình có sự hào hứng ở trong đó. Ok, cùng xem book tag 2019 của mình ha. Câu hỏi thứ nhất đó là: thành quả lớn nhất của việc review sách trong năm 2018 là gì? Thành quả lớn nhất của mình đó là mình đọc sâu hơn và mình nhớ lâu hơn, và mình có thể sử dụng nội dung của những cuốn sách để có thể nói chuyện hoặc là chia sẻ. Ngày xưa thì mình cũng là một người đọc sách khá là nhiều, nhưng mà khi mà mình không có review á, mình không có nhớ được nội dung. Mình chỉ có thể nói là cuốn sách đó nó hay hoặc là nó không hay, thường như vậy thôi. Nhưng bây giờ thì mình có thể kể khá là chi tiết về một cuốn sách nào đó, mặc dù mình đã đọc nó khoảng tầm 6 tháng hay là 1 năm rồi. Tại vì mỗi lần mà mình review là mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ và mình nhớ lại nội dung của cuốn sách đó. Một trong những cách học tốt nhất đó là chúng ta dạy lại cho ai đó. Và nên mình thấy một trong những cách đọc sách tốt nhất đó là ghi chú và review lại. Nếu bạn không thích quay video thì bạn viết cho bản thân của mình. Còn nếu bạn thích chia sẻ thì bạn có thể đăng lên trên những mạng xã hội. Và nếu như bạn muốn có một cái động lực tốt hơn nữa thì bạn làm những clip trên YouTube như thế này. Và những người làm review sách trên YouTube thì chúng ta hay gọi là booktuber. Trong năm vừa rồi thì mình đã giới thiệu 78 cuốn sách tới với các bạn follow cái kênh của mình. Và mình nghĩ 78 cuốn sách đó là một con số khá là tốt của mình. Mặc dù mình có thể làm tốt hơn nữa, tại vì năm vừa rồi thì các bạn đã biết là mình đã đọc được khoảng tầm 100 cuốn và mình chỉ có thể giới thiệu được 78 cuốn, có nghĩa là còn khoảng tầm 20 mấy cuốn mình quên hoặc là mình lười, mình chưa có giới thiệu được. Tuy nhiên dù sao đi chăng nữa thì 78 cuốn vẫn là một thành quả rất là lớn của mình. Câu hỏi số 2: BookTok đã thay đổi mình như thế nào trong năm 2018? Điều mà mình thấy thay đổi rõ rệt nhất của bản thân của mình đó là sự kiên trì. Với cái cung hoàng đạo là cung song tử, với cái MBTI là một người thuộc nhóm ENFP và với nhóm máu O thì mình không phải là một người có sự kiên định tốt lắm. Mình có xu hướng là thích cái này thích cái kia, thích rất là nhiều thứ khác nhau và thường không có hoàn thành một cái gì đó tới nơi tới chốn. Nhưng mà từ khi mình làm BookTok và với việc là mỗi tuần mình phải có một cái clip mới thì mình thấy là khả năng kiên trì của bản thân của mình nó tăng lên rất là đáng kể. Điển hình là trong năm vừa rồi mình chỉ làm BookTok khoảng tầm 7 tháng thôi, nhưng mình làm được khoảng tầm 40 cái clip, và tương đương với khoảng tầm mỗi tuần một cái clip. Đó là một con số mà mình cảm thấy rất là tự hào. Nhờ cái hiệu ứng của việc kiên trì đó mà mình đã sản xuất được 3 khóa học online, mỗi khóa học khoảng tầm 30 cái clip. Ngày xưa thì mình mất khoảng tầm 1 năm rưỡi trì hoãn để không làm. Nhưng mà từ khi mình làm BookTok và từ khi sự kiên trì của mình tăng lên thì khoảng tầm 4 tháng mình đã làm được 3 khóa học rồi. Và với khoảng tầm 100 cái clip mà mình sản xuất trong khoảng tầm 4 tháng vừa rồi thì nó là một thành quả mà mình cảm thấy rất là vui. Mình sẽ không post lên trên kênh YouTube channel tại vì mình kiếm sống từ những khóa học online như vậy. Và nếu như mình post lên thì chắc cái kênh của mình nó sẽ hot hơn rất là nhiều. Tại vì những cái khóa học mà mình nói thì chủ đề của nó thú vị hơn, hấp dẫn hơn và cuốn hút hơn là review sách. Nhưng mà mình không review sách để trở nên nổi tiếng, nên là thôi mình cứ vẫn review đều đặn. Câu hỏi số 3: điều gì khiến mình hạnh phúc nhất đối với kênh BookTok trong năm 2018? Thì mình nghĩ cái này không khó đối với những bạn làm BookTok, đó là khi có một bạn nào đó comment như là: cảm ơn anh vì đã giới thiệu cuốn sách đó, em đã đọc cuốn sách đó rồi và em cảm thấy nó rất là hay, nó làm cho em cảm thấy rất là ấn tượng, chẳng hạn như vậy. Hoặc là một ai đó sau khi mà xem những clip review sách của mình thì bắt đầu có thói quen đọc sách, hoặc thậm chí là bắt đầu một cái kênh review sách, đó là những điều mình rất là vui. Một trong những cái khoảnh khắc khá là ấn tượng đó là em Hương Đeo Niền của cái channel Hương Đeo Niền á, hình như em cũng tên là Hương luôn, và bạn ấy, và em đó gửi cho mình một cái email đề nghị react một cái clip mà review sách của mình. Thì mình khá là vui tại vì mình thấy wow, cái review sách thì chả có gì để react hết, nhưng mà Hương đã làm rất là dễ thương, và mình nghĩ là Hương sẽ là một cái booktuber rất là tiềm năng trong năm 2019. Trong số khoảng tầm 40 cái clip review sách của mình thì mình hài lòng nhất với cái clip là 8 channel review sách của Việt Nam. Thì cái clip đó mình không review sách, nhưng mình giới thiệu rất nhiều cái booktuber khác ở Việt Nam và nó được đón nhận rất là nhiều. Nó là cái clip có lượt view cao thứ hai trong channel của mình và mình rất vui vì điều đó. Câu hỏi số 3: mục tiêu cho năm 2019. Mục tiêu của mình là không có mục tiêu gì cả. Một số bạn không biết nhưng mà mình không phải là người ủng hộ chuyện đặt mục tiêu, và mình cũng không sống vì mục tiêu. Tại vì mình biết là chúng ta đã thất bại rất nhiều vì mục tiêu rồi, nên cuộc sống của mình nó chỉ xoay quanh thói quen thôi, nó sẽ không có mục tiêu. Thì một cái thói quen mà mình muốn có năm 2018 này đó là làm hai cái video clip trên cái YouTube channel này mỗi tuần.
ít nhất là hai cái video clip. Năm vừa rồi là một cái clip và mình đã làm rất đều đặn rồi. Vậy bây giờ mình muốn nâng cấp bản thân của mình, mình muốn tăng cái sự kiên trì của mình lên bằng cách là hai cái clip mỗi tuần, ít nhất là hai cái clip. Và sau một năm nó sẽ quan tâm được 100 cái clip. Và yeah, 100 cái clip là một con số mà mình cảm thấy rất là phấn khích và rất là háo hức để mà làm và coi thử phản ứng của các bạn sẽ như thế nào. Câu hỏi số 5, thể loại sách mà mình sẽ đọc nhiều hơn. Trong năm 2019 thì mình sẽ lựa chọn đọc sách về y học, về chữa lành, healing energy, về tôn giáo. Mình sẽ dành thời gian nghiên cứu về Thiên Chúa giáo một chút xíu, tại vì mình có nghiên cứu về đạo Phật khá là nhiều nhưng mà chưa có nghiên cứu về Thiên Chúa giáo. Và cuốn sách điển hình nhất mà mình đã mua mà chưa có đọc đó là Ngôn Ngữ Của Chúa, thì mình hy vọng là mình sẽ review cuốn sách này sớm cho các bạn. Chữa lành và y học là tại vì mình cảm thấy bản thân của mình đang có những sự chuyển dịch trong nghề nghiệp và mình có hứng thú với chuyện chăm sóc và chữa bệnh cho con người. Mặc dù mình đã mua và tích trữ rất nhiều ebook về chủ đề healing này nhưng mà mình chưa có đọc nhiều lắm, nên 2019 là năm mình sẽ tập trung đọc nhiều hơn. Những cuốn sách đó thì nó sẽ hơi khó để review cho các bạn, nên là mình sẽ vẫn duy trì review những cái cuốn sách mà mình thấy phù hợp cho các bạn. Còn những cuốn sách về healing hoặc là về chữa bệnh hoặc là về y học hay cơ thể người thì chắc là mình sẽ giữ cho mình thôi. Nhưng mà nếu như các bạn nào rất quan tâm thì mình cũng sẽ review, nhưng mà mình nghĩ chắc là không ai quan tâm đâu. Có thể các bạn đã biết hoặc là chưa biết thì mình là một tarot reader cũng như là một tarot teacher. Thì mình có sử dụng bài tarot để mà mình xem thử là thông điệp dành cho các bạn mà theo dõi cái kênh của mình trong năm 2019 là gì. Thì lá bài mình bóc được đó là The Hermit. Thông điệp dành cho các bạn đó là trong năm 2019 này hãy ở một mình càng nhiều càng tốt. Nội tâm của bạn, tâm hồn của bạn là cái nơi đẹp nhất, là cái nơi yên bình nhất, là cái nơi hạnh phúc nhất mà bạn có thể tìm về. Nên nếu được, bạn hãy dành thời gian ở một mình, đừng có dành thời gian quá nhiều dành cho người khác. Hãy dành thời gian cho bản thân của mình để thấu hiểu bản thân của mình. Nếu như bạn cảm thấy dành thời gian một mình khó quá thì bạn có thể bắt đầu với một cuốn sách. Mặc dù cuốn sách nó có thể làm bạn hơi bị mất tập trung, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái việc bạn ngồi xuống bạn đọc sách một mình cũng là một cái theo mình là đẹp. Rất là khó để mà những người trẻ và những người Việt Nam mà mình thấy có thể ngồi im và đọc sách được. Tại vì bây giờ chúng ta đang quá là mất tập trung, chúng ta đang quá là sao nhãng. Nên là mình mong các bạn hãy dành thời gian ở một mình nhiều hơn để mà các bạn có thể hiểu được bản thân của mình, để các bạn có thể cảm nhận cuộc sống này một cách sâu sắc hơn. Đó là thông điệp dành cho các bạn. Và cuối cùng thì mình muốn tag hai bạn booktuber ở Việt Nam để các bạn có thể làm cái clip này. Đó là bạn Cà Rốt và Thỏ và Thảo Nguyên, và thêm Hà Linh, và thêm Nonsense Bookstuff, và thêm Cũ Sách Việt, và thêm Hương Đeo Niền. Các bạn có thể làm cũng được không sao cả. Tại vì những câu hỏi này nó khá là, mình không biết nữa, mình không biết có phù hợp với các bạn hay không. Nên là các bạn có thể làm hoặc không làm. Ok, ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi. Happy New Year và chúc các bạn một năm 2019 thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Và hãy tận hưởng thời gian ở một mình nhiều hơn.